từ cái chỗ mà tập xã không, mà sống xã ngộ lòng nó chuyển lại cái tâm, nó chuyển lại, nó có cái an lạc của nó. Thành ra cái nhờ vậy mà tôi vượt hết chân mấy cái bệnh, mà tới chừng nào sao mà thằng con tôi nó còn giúp mình đó. Đủ bệnh, hồi đó đủ bệnh hết, mà giờ kiểm tra lại hoàn toàn không bệnh chân, không giúp mình. Chính con tôi nó hổm xuống Cần Thơ rồi hổm đi vậy đó, ha, đi với anh hổm đó. Vậy mà anh biết sao, bị thuốc đêm coi kinh hoàng đầu, cái tôi dò đầu nè, cái thủy nó không ba vũng, cái đầu không ba, chắc không về, chắc lúc thuốc đêm nó đã đầu không đau mẹ ơi. Nó biểu thuốc không mua, cái sao nó điện thằng Tính đó, ai coi thằng con tôi nghe, nó nghe là nó phải gì, nó nói lên tiếng nói thì mình đâu có cho nó đi, nó khám, ai coi cái nó biểu thủy mày sẵn đó mày kiểm tra hết đi. Cái bắt đầu thủy nó lại nạp tiền đó, nó dạ nạp tiền hết trơn. Cái rồi chừng nào nó kêu tôi đi khám, tôi nói ủa mẫn gì khám, tại ông Tính nó nghe đấy, ông nhức đầu, ông đòi khám ông không tổng đó, tao coi có bệnh đồng khám mà không làm một chứng nữa đó, là đợi tôi thằng Tính nó kiểm ba lần là tổng khám đó, không bệnh chân á, mà lạ điều hồi xưa là bệnh nhóc. Cái này cũng một cái lạ cho cuộc đời tôi đó, chúng ta thôi bởi vì các vị thiền sư thầy đó không ngoài nhân quả. Đúng rồi, như chính cuộc đời tôi đó, hồi đó ai nghĩ coi, hồi còn lúc mà tôi đi học lên tám thì cái mai tôi có duyên, tôi cũng có dự cái khóa đạo pháp quay tâm ở Cù Lao đó, nên cũng biết ít điều cũng biết đỉnh. Nên khi mà cái lớn lên đó, ông già khi có vợ không đi, không chịu. Nói thật là tôi đó là nó thật cuộc đời tôi nhờ cái vấn đề tôi biết được đạo hơn nữa, là có duyên của tôi không có phá đời người gái nào đó, nhờ nhờ vậy đó anh. Rồi tới cái vụ mà khi tôi cha mẹ là dòng họ là coi như ai cũng ép tôi phải vợ, thì cuối cùng rồi tôi cưới bà xã tôi là hồi đó cái chuyện đó. Hồi đó tôi lên tiếng là cưới vợ là tôi giao mới được kiện, thì mấy kiện thì được thì cũng hết. Chú bà đã có đi vậy? Tôi nói tôi không cần giàu mà tôi cần có đạo đức. Đó, làm đám thì không có làm sắc chí. Hồi đó tôi giao điều kiện vậy đó, còn mặn mà còn sao gì thiệt, thực hiện luôn. Rồi làm đám không cho là không tránh tình trạng là thiếu nợ, rất gọn, làm rất đơn giản. Tới tôi dạy học mà tới đồng mấy bạn đồng nghiệp tôi còn nói trời ơi đồng chí, tôi tinh trí mà, trời ơi dìm đám nó làm một khô, nó không mời ai chứ. Thì tôi cũng đang nghĩ bởi vì gia đình nói gì thôi. Thế rồi thì tới khi tới cái quả của tôi cũng hay là vấn đề khi mà gả con, tôi gả hai đứa gái đều sẽ có hết rồi, mà một lần nhiều lần hồi tới là chịu anh Tâm, anh lúc trước anh cũng biết đó, tôi tu rồi thành ra anh có vụ đó đó, mà ai cũng nói ông Lâm Lụ tu, ông tu gả con hầu, gả con hầu ta làm, nó làm tôi liên tục luôn, mà hầu coi nó chịu. Mà tới chừng nào sau thời gian rồi bắt đầu nó gần gũi cái dường như không còn tình, mà làm liên tục luôn á, hai đứa. Bởi đêm đó tôi tính bỏ nhà đi, tính đó đâu biết nhân quả, không biết. Nửa đêm ôm gói tính đi ra khỏi cái nhà, bị gì buồn tình mình người tu mà tại sao cái tình huống này, chỉ có cái bỏ nhà đi thôi chứ không có tiết lộ cho ai biết hết. Nửa đêm ôm gói chuẩn bị, rồi chưa ôm nhưng mà chuẩn bị vô sách vô thì ra đi trốn nghiệp, đi trốn đi chưa biết đi đâu nữa mà đi trốn nghiệp à. Cái nhưng mà nhờ đó mình ngủ đêm dường như là nó hạ nhiệt, bắt đầu trực nhớ nhân quả trước mình liền, đó tại của mình có ai vậy mà trốn. Bởi vì hồi đó tôi không chịu có vợ chứ quá chân á, thành ra ông già thì quyết định có vợ ông cưới, mà không chịu thành ra ông buồn. Ông già thì cũng sợ là bỏ cù con khi chết, thành ra cái làm cho cha mẹ buồn mà phải trả nghiệp, quý vị thấy không, trả nghiệp đó. Thì con tôi nó chỉ có cái đó thôi, nó hết, nó không có hư hẹn mà có cái thông đồng tình, bởi vì hồi con nó chịu, mà cái xong rồi thì gặp gỡ trao đổi nhau thì nó không học ý, không chịu. Tới một kỳ nhỏ kỳ sau đến nói rồi đó là gả cho con của anh Hai Na là gia đình tu luôn á, cái học biết học không, gả con làm tu Hai Na đó, tụi nghiệp Hai Na sao biết đâu có trách tôi, tụi nghiệp anh Hồng Châu. Hai Na bên mà ở bên sẽ bung à, sẽ bung đúng rồi. Ai nghĩ coi đó, rồi gần gũi nhau trao đổi sao rồi không hợp, không chịu nữa, nó nói rồi đó, ai coi nó bác nó đi hồi nào cũng hay,
cái thằng đất ơi hay được thì đó tôi mới bể mình cho mày á, ta nói tôi dữ lắm luôn. Mà do đâu là do tại vì mình gieo cái nhân, mà gieo nhân mà không hay cái quả, tới chừng quả mới biết. Thành ra trên cuộc đời người hành đạo nếu mà mình nắm mình hiểu biết được anh Tâm, thì những gì đến mình là của mình hết. Tôi xác kỹ là những gì đến mình của mình hết, vui khổ hay là được không gì đó, giàu nghèo cái gì cũng là mình hết. Thành ra nắm từ cái chỗ đó mà thí dụ mình làm ăn khá được cũng do ở nhân ở đời trước, hiện giờ mình làm ăn thất bại cũng nhân ở đời trước. Những gì mình làm thí dụ đừng nói đạo đây mà người ta không nghe, tôi nói ở nhân đời trước nữa, nói ta nghe được cũng nhân đời trước nữa. Những cái gì của hiện giờ là mình đó là gặp đau nhau đây thì nó cũng hiện ra ở cái tiền kiếp nó. Thành ra cái người mình nắm được mình hiểu được rồi thì tới cái bệnh mình cũng buồn đó. Nó bởi đến đến nỗi mà con tôi chết tôi cũng không giận hơn, mà nó khó lắm chứ không có dễ đâu anh. Khi mà hành đạo tôi hành đạo nhiều sự việc đó rồi, nhiều khi anh em mà nó có hỏi tôi hoài gì đâu có dễ, người ta mà khó lắm mà phải nắm được hiểu được rồi già mới có hành được chứ phải đơn giản. Nhân quả là nó còn nhiều khó lắm. Cái nhân quả cũng như hôm đứa cháu mà đụng tôi té đập đầu nó mà tôi chết đó. Nếu mà không khéo ra ngoài đầu chết rồi đập khéo trở vô mà tôi chớp biết chẳng gì, mà nó ngộ lắm. Hồi xưa dễ gì khó mà chỗ này lắm mà, nhưng vô hành được tôi vẫn quan hỷ nha. Ngộ nó bật thì ngồi vậy trời nó đau cho đau, nó bị chứng này đau xương cù chân vết áo chân áo mặc ở mà áo vết à mày lắm tội nghiệp tàn ơi. Thằng có bên nó bắn bún nó lao có trời lao cái để cháu nó chạy lại cái tôi bật ngồi vậy cái tôi tỉnh bơ à cái chàng ơi cháu ơi cháu chở cái gì đụng tôi nặng dữ cháu. Cái tội nghiệp trời ông ơi con cỡ đồ gãy mà đụng con quá trời nặng có sao không, thấy thương người tội nghiệp thì à nó ngộ nó cái tâm từ mình nó ngộ ở đâu chứ tôi mình kể như con cháu mình vậy không, chứ không phải nhiều xưa là kể người dân người lạ khác, bây giờ kể như ai cũng ai hết là chở gì sống cái đó rồi nó mới có cái dạng lạc được. À, tôi nói vậy cái đó nói chàng ơi con chở mà đồ gãy ông ơi mà bị xe tổng con tấn ông chúng con quá nặng rồi nói, thấy tôi người tức vui rồi nói con chở chạy đi lẹ đi con. Con nói mà ông có sao không thì thằng có bệnh tích đó chút xíu rồi nó bắn muốn xong rồi lại hỏi tôi liền nó bị gì á là mình kể như con của mình đi tội nghiệp. Giữa lúc này nó không muốn mà tại vì trong trường hợp này nè tôi nói cháu ơi bị gì chắc không sao cháu, tôi cho nó hiểu bị gì cái đầu á nó đập vô cỏ cháu cũng như đập trên thảm không sao cháu, còn cái tay chắc dài bữa hết bị gì cái tay nó sưng lên là nó đau biết rồi, chúng cái tay mà vết áo rồi mình biết thế nào cũng đau mà đau cơ này dài bữa hết rồi không sao không sao cháu ơi. Nhờ vậy đó rồi ba tao biết gì vậy như vậy thì với cái bệnh tôi hồi xưa đó bệnh tôi cũng nặng lên chứ nhẹ đâu, tính là nhiều bệnh đó nhưng nhờ đâu nhờ tôi cũng chở gì sống ăn lạc không anh Tâm, bởi thành ra cái bệnh tôi khác lại chắc là không đó. Thành ra tôi ngay từ cái chỗ mà tập xã không mà sống xã ngộ lộng nó chuyển lại cái tâm nó chuyển lại nó có cái ăn lạc của nó. Thành ra cái nhờ vậy mà tôi vượt hết chân mấy cái bệnh mà tới chừng nào sao mà thằng con tôi nó còn giúp mình đó. Đủ bệnh cho hồi đó đủ bệnh hết mà giờ kiểm tra lại hoàn toàn không bệnh chân cũng giúp mình đó. Chính con tôi nó hổm xuống Cần Thơ rồi hổm mấy vị đó ha đi với anh hổm đó vậy mà anh biết sao bị thuốc đêm coi kinh hoàng đầu cái tôi dò đầu nè cái ông thủy nó ông ba vũng cái đầu không ba chắc hổm về chắc lúc thuốc đêm nó đã đầu không đau mày ơi nó biểu thuốc không ngon cái sao nó điện thằng Tính đó ai coi thằng con đứng nghe nó nghe là nó phải gì nó nói là tiếng nói thì mình đâu có cho nó đi nó khám ai coi cái nó biểu ông thủy mày sẵn đó mày kiểm tra ông hết đi cái bắt đầu thủy nó lại nó nạp tiền đó nó dạ nạp tiền hết trơn cái rồi chừng nào nó kêu tôi đi khám cho nó ủa mà gì khám tại ông Tính nó nghe nó ông nhức đầu ông đòi khám ông không tổng đó tao coi có bệnh đồng khám mà không làm một chuyến nữa đó là đợi tôi là Tính nó kiểm ba lần là tổng khám nè không bệnh chân á mà lạ điều hồi xưa là bệnh nhóc cái này mà cũng một cái lạ trong cuộc đời tôi đó chúng ta thôi bởi vì nãy chú Năm có nói là tôi là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp đó, đúng rồi. Cái chuyển nghiệp mà cái tâm chú thêm quan hỷ nữa. Quan hỷ, tôi bị gì, mình biết cái tâm tôi đó là tâm cố chấp. Tôi đó cố chấp nặng lắm rồi đó. Nó thiệt, anh thấy tôi mặc tôi xấu, anh hết biết không?
Cái gì tôi nó nhăn lắm, nhăn luôn á. Mặt tôi tối ngày quạo đeo tối ngày á. Khổ lắm mày Tâm. Bởi giờ tôi nhìn ai mà còn ở đó tôi thấy tội nghiệp không à. Bởi vì hồi xưa mình cũng có nằm trong tình trạng đó. Tâm lộ tướng xuất hình tại ngoại đó. Đó, thành ra tôi giờ tôi tập trở ngược là tập chạy không à. Tôi coi kinh lực nhà Phật bên nào cũng vậy, tôi coi coi rồi tôi xét lại, tôi xem lại tập chạy không. Nguyên nước dưới tự chạy không, tập chạy. Tại vì chú hành cái phương pháp quan hỷ. Đó là tập quan hỷ không? Để thành ra những cái việc cái động của tôi chuyển qua cái tỉnh không à. Từ cái khổ tôi chuyển qua cái vui. Cái nào tôi chuyển chú qua. Chú làm ơn cho con hỏi á. Cái lúc mà con gái của chú đó còn sống thì là chú có yêu thương con gái chú dữ không? Con gái chú cái người lạ mắt đó. Ôi ơi, con tôi đứa nào cũng hiếu lắm. Vậy đứa nào cũng được lắm. Là chú yêu thương chứ, rồi khi mà con của chú mất á. Rồi chú có buồn hay là tức giận hay là hận hay là sao? Cái lúc mấy nói thế này. Mà nói vấn đề cái bởi nhiều người nhìn tôi đó cũng có khi nào mà có khi cũng hỏi lại tại sao nhiều sự việc, tại dường như thấy tôi dường như thí dụ con tôi hiện tại như bộ không cương đâu phải, cái tình thương vẫn y nguyên, nhưng mà có một cái vấn đề mình biết cái hành đạo đó, biết được rồi nó có cái lý xả, nó có cái thương mà trong cái thương an lạc, thương mà không có khổ, chứ không phải thương mà để khổ. Cũng như tỷ vụ tôi nói hồi nãy đó, cái vụ bà chín xong á, bà chín một lần chín nó nhỏ nó anh tắt thở này cái bao tắt thở đó là mình kêu niệm Phật, không có đứa cháu nào những em anh em nào niệm Phật chứ từ lớn tới nhỏ khóc không bị gì quá thương, nó thương giải đó. Còn mình hiểu á, kêu niệm Phật không chịu thì cứ khóc ré lên dậy lên chân, rồi tôi bắt đầu tôi biết sao mình nên tôi đọc tôi dẫn liền chứ đâu lấy gì sao. Tôi đọc lên thì bắt đầu ngưng đọc theo tôi, bắt đầu la điểm xíu ba tỉnh liền. Nó lạ cái đó đó, bà tỉnh lại cái bà nói hồi nãy quỷ chứ bắt tao đó, thằng này kêu kể tôi nghe cái tên kiện gì ha. Thôi ôi nó quấn trong quá chừng quấn mà cấp niệm Phật ra, cấp niệm Phật nó buông. Bà nghe rõ ràng nó chưa tới số còn 5 ngày trả gì á, trả gì sống lại nó, tao sống ở đây 5 ngày nữa em chết. 5 ngày thiệt y gian luôn. Năm ngày tao gọi 5 ngày đấy ha, là đặt cái chỗ này nè, bắt đầu đồng tình theo ý tôi hết, là niệm Phật không, con cháu súng lại lớn nhỏ niệm Phật không, gì mà cho tốt. Quý vị thấy đó, quý vị đó thấy vậy cho mình biết được nó đỡ lắm quý vị à. Cũng bởi vì cái năm nói là từ cái nghiệp nợ mà mình chuyển thành cái ơn nợ đó ơn nợ thì mới giải được nghiệp, mới chuyển được cái bởi vì thành ra mình biết được thì mình chính mình hành đạo và mình khuyên tất cả chúng sanh, nói chung chúng sanh hết nha, nên hành theo Phật dạy, lấy đức báo quá phải không? Nếu mình tự mình lấy cái đức mà báo quán, như con tôi bị đi xe đụng, tôi lấy đức, tôi không lấy quán, thấy không? Rồi mình làm được, rồi giúp cho những người thân mình làm được, có nghĩa lấy đức đừng lấy quán. Rồi tới thậm chí tới âm cõi âm gì nữa, tôi khi không mất. Nó thật á. Con cõi âm nhiều vị đồng tình với tôi và quy y tu theo Phật luôn đó, anh Tập có đó. Là cõi âm là chú thấy được cõi âm không? Không thấy, nhưng mà những hiện tượng. Hiện tượng có hiện tượng là, hiện tượng như thế nào và thí dụ như thằng dân cháu tôi đó, tôi quy nó trên núi, thì em phẩm đám dỗ ngay đám dỗ nó về đó ta, cả 20 năm hết đâu, nó về núi nước nè, nó về tôi vô nói ai biết đâu, quá lâu rồi, bắt đầu về nó nhập vô chị ba tôi, chị dâu tôi đó, má nó hôm trước đó, rồi bắt đầu con vợ nghĩa chạy qua kiếm tôi, nó trời ơi tính năm ơi chú năm rồi hỏi chi vậy. Rồi anh ba tôi chết mặn gì nhặt má tôi. Cái tôi mới qua, đi qua gặp chị Bật, còn chị Lường Tánh tình thần nhân đó sao y vậy luôn. Bật còn chị chú Năm, con thần nhân chú Năm, chú nói ồ cực, có gì này, đâu có chú Năm. Con thần nhân bữa nay là đám dỗ con được về chú Năm. Chú nhớ không, con tụi rồi chú Năm. Cái chú Huy con ở trên núi con nhớ, chú nhớ, tao còn hết hồn, có. Thấy không, tao rõ ràng quá vậy. Cái này thực tế chứ không phải là cái chuyện mà mình bị đặt đâu. Thì đó là dương gian âm phủ làm chất lý. Ở nhất lý không? Dạ. Như vậy thì nhiều người không hiểu, tôi không có nói. Dù tiên nè, phàm nè, ma nè, quỷ nè, súc sanh nè, phải không? Dạ. Mà cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an vị. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Như vậy thì hôm nay đó, mình thấy là lúc trước đó anh nhớ cái thời kỳ Đức Phật Tây An không? Đức Phật Tây An vẫn là cho thuốc tu luôn, thấy không? Quy cho thuốc mà
như vậy trong đó có tiên phàm ma quỷ súc sanh quý vị ơi, nếu mà trong cõi nào chịu giác ngộ dẫn về Phật được, cái gì Phật đã nói một câu nói rõ ràng mà. Giờ nhiều cái anh em tôi gọi âm tôi quy có âm tu, nhiều người nói ông làm gì vậy như kia nọ, tôi không dám nói ra sợ nhiều anh em nó có cái chỗ mà nghĩ vấn đề mình nói sao mà vô duyên kia. Nó kỳ mà đi ba lông dưới đó, cái người này 35 năm tu tức là có gì. Nhưng mà cái vị này người ta muốn tu nha, kể tôi nghe tôi mới đứt ruột, tôi âm mà tao muốn tu mận gì mà tôi đi ra đó. Thấy hai ông xuống đây nè, tôi kêu xác nó dẫn tới đây đó, bởi ngày người rầm niệm Phật mà vương 14 mà tôi đi xuống chứ tôi với bao lâu được mà giờ kéo cái xác lại lắm không tính đi, thấy ghê không. Nó cũng hai ông ra lại đây nè, tôi là lại nhờ mấy ông là quý tôi nè, ghê chưa, nó ớn không, ngày rầm niệm Phật 14 tới mà mình để tới trước dân thì tôi biết là này là nếu mà phần âm này người ta muốn tôi nghĩ thấy thương cái gì à. Rồi tôi hỏi sao lý do sao cái gì vậy đó, rồi 35 năm rồi không có thầy bà nào chữa hết chân á, chữa hết rồi trở lại chữa hết trở lại, chỉ mà có ở đâu là ta hiểu được lý đạo rồi đồng ý dụ quy liền, có ở đâu mà ta hiểu ý được cái lời Phật nói thì ta quy liền quy vô. Thì bữa đó là kêu ba lông một chút, ba lông sợ đây chúng đây là như vậy thì nó mê tín này kia, nó không sợ, tụi nó không sao đâu, cái này theo căn cứ lời thầy nói thì là tiên phàm ma quỷ được hết, bây giờ nhiều âm á mình vẫn quy cho cái âm tu được, phải không? Chứ có sao đâu, nếu thú tu vẫn quy cho thú tu được, chứ có gì đâu. Bị gì nếu xét lại á thì trong bốn loài đều chỉ có một, tại mình phân đó, phải không? Mình phân cho thật sự ra các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng vậy bà là vậy ta nên quay lộn ta bà khổ khổ, như vậy thì trong bốn loài đều là rụt rà hết. Nếu ai mà tu mà hàng mà đúng ra rồi thì trong bốn loài đều dòng họ ta hết, bởi tu tập tu hành á tôi không cách biệt á. Nhưng vậy trong bốn loài biết đâu trong đó có một loài mà trong đó nhiều đời mình đã có rồi, có khi hiện giờ dòng họ mình nằm trong cái tình trạng này. Anh đã mời đức buộc quan tâm nghĩ tới đây rồi anh thấy là con vật mình thương hơn con người nữa, là thương gì, bị gì quá khổ phải tâm nó không có chuyện không phải không anh. Đúng rồi, thay vì mình còn con người nó còn đỡ hơn, rồi hỏi anh coi nhiều khi mình làm tội quá bước qua khỏi con thú rồi con thú nó khổ hơn tâm phải không? Đúng rồi, thành ra mình càng thấy như vậy càng thương, cũng như người càng khổ ta càng thương cái khổ thấp thì nào ta càng thương, bởi tu tập mình hành đạo đó là con vật càng nhỏ tu càng là chủ động hơn nữa, nó ngược lại đi lý ngược của đời, đời thì thấy ta càng nhỏ ta không có binh vực thì cứ hiếp, mà ngược lại mình hiểu được cái đạo thì càng thấp càng thiếu khi nào ta càng lại thương xót, phải không? Mình là người ví dụ như dầu sao đỡ hơn, nó vừa ngược lại dòng họ mình đi ngược lại đi chỗ cảnh đó hoặc mình đi ngược cảnh đó đó như thế nào, nếu xét tới đó rồi bắt đầu là xúc động lòng từ còn cao hơn nữa, hành đạo còn cao hơn nữa, nó đi ngược với đời là chỗ đó đó. Người lên mất. Thành ra cái hành đạo của tôi đi nhiều khi nhiều quá vị cái thì á là mới trong gia đình lần viết rồi ở sớm mình ta hiểu được. Chứ mới đầu thì dường như giống tôi làm chuyện gì vô vu, làm gì mà đi kỳ cục, làm gì nhịn kỳ cục, làm gì kỳ cục không. Mà lần hiểu được rồi mới thấy được. Bởi vì tôi trở về nội tâm mà trở về cái nằm ở trong cũng không trong còn cái tướng nữa. Mới đầu thì nằm trong cái tướng nhưng mà chuyển về tâm rồi. Mà tâm thì không thấy. Nên ít ai thấy gì tâm đâu, cái tướng ngoài thì thấy phải không, nhưng tâm thì cũng thấy, mà mình trở về tâm hành đạo tâm thì cái việc người đời ta không biết. Khi mà từ cái nghiệp nợ mình chiếu trở qua cái ân nợ thì trong phương pháp đó thì mình được nhẹ nhàng, mình có thấy lắm. Vui vẻ không? Vui lắm, bởi vì chính mình đã công nhận, chính mình đã chấp nhận, thì như gì vui lòng, thì trong cái vui này mình làm cho cái đối tượng người ta thấy được rồi người ta cũng xét lại hoan hỷ đó. Mình lỡ mình gây mình tạo mà trong lúc bước mình chưa biết, mình làm mà mình chưa biết cái hậu quả anh Tâm. Lúc xưa khi xưa mình chưa tu đó, mình có nhiều cái lỗi lầm mình đó, chính mình làm mà mình còn vui nữa chứ, làm lỗi mà vui nữa chứ, vui cũng có lỗi. Khi ta giác ngộ tu rồi thì thấy cái chuyện đó quá hối hận, mà khi ta hối hận rồi ta quay trở lại là ngược lại cái tâm mình đổi lại, thấy xúc động lòng từ, xúc động một cái việc mà mình quá cái làm tàn nhẫn, thành ra cái nó có cái chỗ đó mình quay trở lại tu còn mạnh nữa, càng giúp thế độ đời mạnh hơn nữa,
anh Tám ơi, nó quay trở lại rồi anh thấy nó có một cái tình tự bi nó cao lắm. Chính vì chỗ đó rồi bắt đầu dường như là có cái, nó có cái phản hồi trở lại. Mình lỡ mình vi phạm đó, mình lỡ tay nó khác á, cố tình nó khác, vô ý nó khác, cố tình đó là khác, nó có cái khác hết. Thành ra với bên luật đó là nào cũng vậy thôi à. Chính đó mình đã tập qua sống quan nghĩ, sống một tình thương rồi thì cứ việc mình trở về bốn đức của Phật, thành một tướng bốn đức của Phật. Thì tôi bảo đảm anh nó chuyển người ta ơi. Bây giờ trong cái nghiệp là nghiệp, nhưng mà nếu về phần âm đó, về phần đó là ở cõi nào không biết á, nếu mà giác ngộ tu rồi thì có cái lập trình như thế này. Ví dụ như cái bậc thần mà ta giác ngộ tu rồi, thần cũng là chính thần rất tốt quý vị ạ. Bởi tôi không có được ai chứ đó. Dầu cho bậc đó là ma, mê quá là ma, nhưng mà chịu giác ngộ tu rồi thì cái mê này nó chuyển qua cái giác, là hận thù ganh ghét hơn thua đồ đó có giờ ta bỏ, nó không còn, nó chuyển qua cái từ điển xạ, đem có lợi lạc cho đời, cho dạng loại chúng sanh để người ta hưởng về sao. Bởi vì thì thời kỳ này thời kỳ có một kiếp một, nên nếu mà tất cả chúng sanh nếu mà quan hỷ là mọi chỗ đó, đó được đâu là được cái chỗ là thời kỳ cuối mà thời kỳ của Đức Phật đã hỷ xạ, thấy không thì sao đổi. Như vậy thì nếu mà mình là căn cứ vào chỗ đó đó, mình hành theo chỗ đó như vậy thì các cõi nếu mà chịu quy y dầu thì cũng y vậy luôn. Mình chính mình phải xả nè, chứ không mình xả nhà tâm, mình xả trước. Đối với dạng loài chúng sanh nếu đều đồng một thể cũng dòng một thôi. Thì ngược lại thì tất cả các chúng sanh nếu có dính líu qua tới mình thì cũng vậy luôn. Nếu thì giác ngộ tu qua trở lại chân là đâu còn mà hận thù. Bởi đi đến cái chỗ mà thầy nói nó không lòng hận giận, chẳng giặc ghét anh, nó chuyên tâm niệm Phật, nó đi niệm Phật có đúng đó, trở về đâu đó. Chuyên tâm niệm Phật giúp tế độ đời, đừng chứa điều phiền não. Khó không? Khó không? Có đó khó đó. Và chẳng để bụng tham lam ích kỷ gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt thì màng vô minh. Mà vô minh hay diệt rồi 12 duyên sanh diệt. Mà 12 duyên sanh diệt đâu còn luân hồi. Thì tất cả chúng sanh đều được hưởng lệnh hết. Trong đó mình giàu người, giàu ma, giàu quỷ, giàu súc sanh, mà nếu thực hiện theo lời Phật dạy thì y gì có khác đâu. Ý chú nói vậy là cái đường, được hết. Được hết. Cái đường đạo của mình đầu tiên là mình trước hết mình trị mình. Mình lỗi mình trước. Yeah. Bây giờ trước hết mình muốn làm điều này, trước hết mình trị mình trước. Mình trị mình trước. Yeah. Mình làm cho đạt đi. Yeah. Như vậy thì người thân mình sẽ làm theo. Yeah. Rồi tất cả chúng sanh sẽ làm theo luôn. Bị gì thấy được cái lợi ích, thấy được cái hiệu quả. Chứ còn nếu mình nói vậy mình làm không được vậy thì nó không đạt ha. Đi ngược lại à. Dạ. Chắc không phải dễ đâu, thấy vậy nó có khó, khó cho nó khó thì mình nói mình phải dắt thực hiện. Bởi tôi ít có danh tự mà tôi thực hiện là tôi hành tập hành lắm luôn. Ý nãy giờ chú nói là ví dụ cái người đã biết mình có lỗi, mình, dạ, dạ. Mình phải xin lỗi. Xin lỗi đúng rồi. Dù cái người mà bị lỗi có giận có tán người mặt tay. Đúng rồi. Mặt tay đó cũng quan hệ luôn. Cũng suy nghĩ lại. Mình cũng quan hệ cho người ta suy nghĩ lại. Dạ. Mình chẳng quan hệ luôn, người ta không suy nghĩ lại. Thì chính cái đó mới là hòa hảo đó. Đó đó hòa hảo. Hòa hảo ngay chỗ đó đó ha. Đó chỗ đó đó. Đó, bây giờ thì thí dụ mình lỡ vi phạm gì đó mà cái đối tượng thì phải giận rồi. Dạ. Thì trong cái giận đó mình cũng thông cảm với giận ta. Dạ. Phải thông cảm chỗ năm làm ăn cho hỏi 12 nhân sanh diệt là cái gì diệt? Trong 12 nhân sanh đó. Dạ. Thì vô minh, trước hết là vô minh đó. Dạ. Vô minh nó sanh hành. Dạ. Hành chính thức. Sanh thức trên lục nhập. Lục nhập là trước khi nó có sáu căn đó. Yeah. Lục nhập nó có sáu căn là sinh xúc động, nó có sáu căn xúc động. Yeah. Rồi sinh thọ cảm. Thọ cảm mới là nó có thọ cảm sinh ái. Sinh áo sinh ái nó có sinh hữu. Hữu sinh sanh thì sanh sanh đạo tử, tất nhiên là nó vẫn đi lần lần giết mà nó ra khỏi vòng là chỗ đó. Yeah. Nó chết luôn. Thành ra con người mình giết được vô minh, tất nhiên là cái tối tâm mê muội, mà tối tâm mê muội mình biết được là sáng, sáng tất nhiên là không biết rõ sự việc đâu có làm sai. Phải không? Yeah. Thì trong sáu căn không dính sáu trần. Mình dính đó là tại vì do mình vô minh đó. Cái nhãn nhĩ tỷ thì tân ý, nếu mà mình biết được rồi thì trong cái thấy vẫn thấy mà không lệ thuộc có thấy vô đó. Yeah. Chứ không phải thấy đâu, mắt nhìn không thấy được thấy tâm. Yeah. Nhưng mà trong cái thấy nó có quá giải, nó có quá giải là nó chuyển thành cái thấy mà không có lệ thuộc, cái thấy cái biết mà mình không bị gì không bị đằng buộc dạ dạ đó, đó là cái hai chữ quan hỷ mình nó khó lắm trong vậy. Nếu mà hành đạt được cái đó rồi mới đầu mới nó mới chuyển là cái tâm mình an lạc. Đó cũng như là nếu mà cái thấy cái biết, nhưng mà là chú làm ăn cho hỏi ngày xưa
trong khi mà chú còn kinh doanh đó. Ừ. Thì cái lúc mà chú thấy tiền nó đổ về khi mà chú mua bán đó rất là nhiều. Ừ. Thì chú thấy tiền gì mà lúc đó đó làm sao mà chú không mê tiền mà chú buông xả? Khó đó, cái đó khó đó. Dạ. Bởi vì tôi nhờ đâu là nhờ tôi nói hôm clip chút đó, bởi vì tôi đã có học qua trường lớp ở cái khóa đạo Pháp Khai Tâm. Dạ. Thành ra nhờ tôi cũng nắm được một phần chân lý. Dạ. Khi mà tôi vẫn tiếp xúc với đời, bởi vì chưa tu, như vậy thì vẫn biết được lực đời và lực đạo. Như vậy thì nhờ đó ra mà tôi hành xử ngay chân trong cái đời. Hiện tại sống trong đời vẫn kinh doanh, nhưng trong kinh doanh nó có một cái suy nghĩ. À thì tiền, nhưng mà trong cái tiền nó không có làm việc tôi hết. Nó gì như nợ nặng thiếu tôi được, tính ra biết nhiêu tao, tôi không bao giờ nó nặng lại nó. Nó có đó, cũng tiền dùm người ta thì khác, tôi khác. À đó, cái danh việc danh ta khác, tôi khác. Nó khác à? Nhưng mà chú làm ơn cho hỏi, khi mà chú gặp tiền rồi đó. Ừ. Chú nói bây giờ là tiền bây giờ mỗi ngày nó lại nhiều, mà sao mà chú gặp tiền mà chú không động về tiền? Thì vẫn đóng kịch trong vai. Chứ không phải không chơi diễn chú được. Có tưởng tượng gì ra vẫn là sống là vẫn tiền để chi trả, tiền để xài sử dụng thôi. Dạ. Chứ không phải lấy cái đồng tiền đó mà mình cho có hơn thua đó. Dạ. Nó có một cái ẩn ý khác, nó khác nữa. Mình vẫn là sử dụng đồng tiền, nhưng mà sử dụng đúng chỗ, sử dụng không bị cái lệ thuộc của nó, không bị nó mà nó làm ám ảnh cho mình, vẫn làm chủ. Có nghĩa lúc nào mình cũng làm chủ mọi sự việc. Nó khó hành lắm á. Hành ngay chân cái chỗ mà ở đâu cũng có cái đạo đó. Có nghĩa đạo này không ở một riêng chỗ. Yeah. Mà đạo này nó ở khắp mọi nơi. Chỗ nào hễ có đời là có đạo. Yeah. Chỗ nào có hiện tượng là có đạo. Chỗ nào có cảnh là có đạo. Là đạo nó đi tất cả ở trong mọi ngõ ngách. Trong mọi trong cái mọi sự việc. Yeah. Nó không rời một chút là hết. Vậy đó ha. Ý chú nói là tiền chú có, nhưng mà chú dứt khoát là chú làm chủ nó chứ. Làm chủ, không để nó làm chủ. Nó là không để nó làm chủ là chú. Đúng rồi. Có nghĩa là không bị lệ thuộc. Rồi cảm ơn chú Năm. Vậy như vậy á, trong khi mà chú Năm bây giờ chú Năm tu buông xả gì đó, rồi chú Năm có còn vướng về cái mê nào mà mình cũng phải tự mà mình quyển chuyển không? Quyển chuyển chứ. Còn mê không chứ chú cái thấy. Cái mê đó thì nếu dụ như tâm phàm mình nó bê đời chuyển qua mê đạo. Dạ. Chuyển mà cũng mê mà mê cái khác. Tu là chuyển hả? Chuyển à, yên tâm. Thế gì mê đời chuyển mê đạo. Ham đời và ham tu nó chuyển. Yeah. Mình tập làm sao mình thấy được cái lợi lạc, cái hậu quả. Thí dụ như cái nhân và quả, ví dụ nhân này mình gieo thì tất nhiên có cái quả. Như vậy thì xấu không nên gieo cái nhân những xấu, mà tạo cái nhân lành. Mình tạo nhân lành không có bị quả, quả xấu đó thì quả được quả lành. Từ tất nhiên mình tập từ cái chỗ mà nhân quả, nhân duyên nó tùy theo cái việc mà mình hành đạo. Yeah. Chú làm ơn cho hỏi cái mê, nhưng mà bây giờ con thấy có nhiều người rớt về cái mê mà đúng rồi. Thứ nhất là tiền. Ừ. Thứ hai. Ừ. Thì có danh, có lợi, có tiền. Ừ. Bây giờ có một cái là mê tình thì. Ừ. Chú có cái cách nào giờ đang mê gái rồi làm sao cho nó quyển chuyển qua cái này không? Nó nghe. Dạ. Trang điểm nào chị đừng mấy. Dạ. Bây giờ nếu mê tình thì cái tình thương riêng lẻ trở thành tình thương đại đồng. Dạ. Cũng thương vậy chứ không thương đó. Ví dụ như còn nói với Đề Thích Ca khi xưa ngày dạy đó, là nói vấn đề cái nam nữ á, là mình phải chuyển lại. Thí dụ như cái tâm mình nó động á thì phải chuyển lại. Thí dụ như người đáng tuổi gì đó anh Tâm, thí dụ đáng lớn tuổi mẹ là mẹ ta, cô ta, dì ta, dù chị ta, em ta, con ta, cháu ta. Có nghĩa là trong cái động đó. Yeah. Trong cái động mình tìm cái tỉnh, chứ thàm làm sao khó động. Yeah. Bởi tôi vô trong cái nhà điểm mấy lần mà tôi nhờ cái đó. Đi đâu? Vô đâu chứ? Trời ơi, tôi bị gạt mấy lần luôn. Gạt không ép luôn mấy lần luôn mà. Yeah. Tôi khỏi hết. Gạt là đi vô trong quán bia ôm này kia kia nọ. Mấy đi kinh doanh đó. Yeah. Làm kinh doanh đó. Yeah. Dù quý vị là bị nhiễm hết đi thành phố. Yeah. Dù quý vị ép tôi vào trong cái trường hợp đó. Trường hợp. Nhưng mà tôi không. Yeah. Nhờ cái xét lại. Chú quán lại ha. Quán lại đó là ra trở ngược lại thương cái người đó. Dạ. Thương gì? Thương cái tội nghiệp. Thì tôi mới hỏi quá giải xong là có nghề này kia, tôi giải toàn giải lý đạo. Mặc dầu tôi người đời nhưng mà dĩ đạo.
tôi đã nó có một cái tâm niệm từ từ xưa tới nó có sẵn sẵn rồi. Cái vốn của chú là chú đã có duyên với nhà Phật mà chú học được cái đạo pháp khai tâm. Không không chỗ ra ngoài tướng đạo nhưng mà tâm lúc nào tôi cũng như tâm đạo. Thành ra cái hành đạo của tôi nó chở tâm không ạ. Giờ đi khi mà tiếp xúc sau này đó là gặp gỡ rồi bắt đầu quyết định đó là quy tu rồi thì cũng chuyển về tâm không ạ. Thành ra nói dân tự gì tôi không thuộc, thiệt dân tự không thuộc thiệt. Nhưng mà tôi hiểu ý tôi làm theo không. Bây giờ là đang học dân tự đó. Tướng đạo không có mà tâm đạo có. Thì lúc nào cũng chở tâm đó. Vậy là chú khi mà chú gặp cảnh phụ nữ đẹp rồi ha, chú tự quán lại đó là đúng anh rồi. Ta đó là chị ta em ta đúng ha, con cháu ta anh ta tự quán đó là em cái lòng yêu thương họ nữa ha. Trong tình huống càng thương cái người đó là làm sao trở về Phật pháp, chứ không phải là kiểu mà giận hờn gì hết mà trở về trong cái bốn đức của Phật không, thực hiện làm sao đưa trong cái từ quý xã nó nằm khuôn nào tính khuôn đấy. Vậy ha, Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chú Năm, cảm ơn ông Tám đã chia sẻ một cái video rất tuyệt vời. Và cũng không quên chú, cảm ơn chú Lựa ha, ngồi kế bên hỏi ha, chú Lựa cũng đang học hỏi thêm nha. Qua đây chú Lựa thấy những cái lời của chú Năm như thế nào chú? Thực tế là cái gì đó chú Phúc, tại vì kinh luật luận của nhà Phật là họ viết bằng chân tự, nhưng mà từ chân tự mình phải chuyển về tâm tự, chứ không thể chạy theo văn tự được nữa. Đúng. Mình phải chuyển chứ. Chú Năm nói kìa, từ văn tự mình phải chuyển về tâm tự. Tâm tự là mình thấy mình tự quán, mình phải hiểu, mình phải chấp nhận tất cả những gì đau khổ, rồi mình từ trong đau khổ mình mới kết bạn lại ơn nợ cùng nhau để tu của hai bên âm và dương. Thiếu nợ là không thể vượt nợ được. Đúng. Mình phải chuyển. Biết rằng người ta giận ta đánh mình đó, nhưng mà trong cái đánh đó còn suy nghĩ lại chứ phải đánh luôn. Chú nhẹ tay hơn cái mà ngoan cố. Rồi cảm ơn chú Lựa, tại vì chú Lựa nói tới văn tự ha. Qua đây thì Châu Phú tặng cho chú Lựa hai câu. Đạo không nằm trên văn tự, chỉ toàn tâm ý dụng tâm tinh tâm thông. Dụng tâm thông. Dạ, dạ, năm mô. Bây giờ văn tự thì vẫn bước rồi. Rồi, chú Lựa chúc chú Lựa cùng với chú Năm cùng với ông Tám sức khỏe và vạn sự bình an nha. Tôi thì tôi đọc câu giảng của thầy tôi có nhớ, nhưng mà tôi chê tôi hạnh như rồi. Cư dân bất nhiễm là người thánh. Cẩn tục đừng mê chứng bực hiền, tôi cũng bao nhiêu bực nhớ hoài rồi. Tám bệnh mà tám còn nhớ được này quá hay rồi. Tư trần bất nhiễm là người ta. Đúng rồi. Gặp cái đó mà không nhiễm đó. Đó là. Gặp cái này mà không nhiễm này mới là người ta. Đó là cũng chốc căng này, trong chính là người vô rồi. Không mà tám bệnh mà tám còn nhớ câu này là quá tuyệt. Còn không đó là không còn đó nè. Tám ơi, không chứ. Cái áo này gách chứ đừng để tinh thần bị gách. Ừ. Áo gách là áo gách và tinh thần đừng để bị gách nghe tao. Đúng rồi. Cái tay hổm gậy đắp nó có rút lên không ông? Rút lên chừng phân rồi. Rút lên phân ha. Đỡ quá ha ông. Ừ. Vậy cũng mừng quá ha. Mấy con tay này thì bớt qua rồi. Dạ. Làm được rồi đó. Nghe được rồi đó ha. Gặp ảnh hồi ở bệnh viện tới giờ lâu lắm. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn Tám, cảm ơn chú Năm. Vâng, kính thưa vị, qua đoạn video Châu Phú xin kính chúc toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn có nhiều sức khỏe và vạn sự bình an nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.